Dạ vâng, em này xin mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio Bắc Giang. Hôm nay ngày 20 tháng 8, ngày 20 tháng 8 năm 2024. Đấy. Thì bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác hai bộ mic Bioka 890, hàng bãi xịn chính hãng. Đấy. Các bác đang nhìn trên màn nhỏ rồi, đây là một hai bộ mic rất là đẹp các bác nhá. Hai bộ mic này sử dụng tay titan da cá 7 màu. Đấy, rất là đẹp luôn các bác. Đây. Và đặc biệt thì hai bộ mic này có cái mặt mũi các thứ thì phải nói là siêu đẹp luôn các bạn, gần như không vết xước nào luôn này các bác này. Đấy, quay nhá, chỉ có duy nhất một tí ở cái lắp lưng này thì cái này thì không bao giờ tránh được, cái này là bẩn thôi các bác nhá, đây có một tí vết ở đây thôi, còn lại thì phải nói là đẹp mỹ mãn này các bác, nhìn cái nước sơn của còn đẹp long lanh luôn này. Đó, đẹp long lanh luôn các bác nhá, cả hai bộ luôn. Đấy, bóng tấn luôn. Đấy, lau chùi vệ sinh sạch sẽ cho anh em này. Đấy, đương nhiên thì bảo là 100% thì không được, nhưng nó cũng phải được đến 95-97% này các bác này. Đấy, một bộ mic phải nói là quá đẹp luôn. À, hai bộ. Đó, em quay rất là chi tiết nhá. Bộ này thì gần như lắp lưng rất là đẹp này. Bộ này lắp lưng rất là đẹp này. Đấy, bộ này tí nữa em lau sạch sẽ đi thì chỉ có một tí vết đây thôi, còn những cái này nó bẩn này. Đấy. Nói chung là xước ở lắp lưng thì gần như là lô nào nó cũng rất là khó tránh. Tuy nhiên là hai bộ này thì em nói luôn các bác là mặt mũi phải nói là siêu đẹp luôn các bạn. Siêu đẹp luôn. Và đặc biệt là tay của nó là tay da cá 7 màu. Đấy, anh em gọi là tay titan 7 màu, rất là đẹp các bác nhá. Chân viên ruột nhựa thì bao đẹp cho anh em này. Đấy, các bác nhá, sạch sẽ. Nói chung là hàng nhà em thì em vệ sinh rất là sạch sẽ cho các bác rồi. Đấy. Đây, hai bộ này thì có một bộ nó là màu ruột màu trắng, một bộ ruột màu đen, nhưng mà nó cùng giống nhau thôi các bác. Cái này nó chỉ là cái vỏ nhựa này thôi. Đấy các bác nhá. Sạch sẽ, bao sạch sẽ, đẹp đẽ, chân pin, lấy pin các thứ là nguyên bản đẹp luôn cho các bác. Ok chưa? À, và đặc biệt là con này nó sử dụng củ K8 màu hồng các bác nhá. Đấy. Củ K8 màu hồng, đây là một những dòng củ zin và đặc trưng của dòng K8 90 các bác nhá. À, có nghĩa là cái nói về cái model K8 90 thì nó sử dụng khoảng 85-90% trên thị trường nó đang sử dụng cái củ màu hồng này. À, đây là củ zin nguyên bản của nó các bác nhá, củ zin nguyên bản của nó. Bao cho anh em không zin cứ cho đập mic, em nói luôn, củ không zin cứ anh em cứ đập mic luôn. Củ K8 nhà em thì bán mic bio thì các bác cứ an tâm về chất lượng. À, về mên mạch. Cái con này thì mên mạch của nó đây, cái này là ốc, em tháo ra em để đây cho nó đỡ lẫn thôi. Đấy. Mên mạch thì có, đây là chữ ký của KCS các bác nhá, cả kỹ sư người ta ký, đánh dấu, có nghĩa là đã được kiểm định. Tất cả đây là còn nguyên keo này, nguyên những cái keo để đổ chiết áp này, chưa động chạm này các bác nhá. Chung là linh kiện của dòng Bio thì nó sạch đẹp lắm, gần như các bác cứ lấy bộ nào ra nó cũng vậy. Các bác cứ lấy Bio ra thì bộ nào nó cũng như vậy, nó sáng, nó sạch lắm. Mic thì nó không có quạt gió cho nên là nó không có bụi bặm. Đấy, cho nên các bác quan trọng nhất là cái chất lượng của cái phíp vỉ này và cái linh kiện của nó thì nó không bị xỉn màu theo cái thời gian. Đấy. Linh kiện của dòng Bio nó rất là xịn và chất lượng, cho nên là các bác dùng lâu nó cũng không bị xuống màu. Đấy. Đằng sau thì cũng có rắc ca lông, rắc sáu ly các thứ, độ chỉnh độ nhạy đầy đủ các bác nhá. Và tần số 740 790, ok chưa? Nói chung là hai bộ này thì em bao đẹp xuất sắc cho các bác, bao đẹp xuất sắc luôn ạ. Đấy. Đấy nhá, em quay cả hai bộ cho các bác luôn nhá. Đấy. Hai bộ em đều nghiêng mặt nghiêng mũi cho các bác xem này. Gần như không vết xước nào luôn này. Các bác nhìn đấy. Lau chùi đi nó còn đánh cala đi, nó còn bóng tấn đấy các bác. Gọi đây là em mới gọi là lau bằng rẻ ẩm thôi ấy, chứ không phải đánh bằng cái gì cả. À, còn cái mặt này thì các bác về thì đặt tủ sang luôn. Đẹp dã man luôn các bạn, hai bộ thôi. À, tiếng con này thì không phải bàn cãi gì các bác nhá. Riêng dòng K890. Đây là một trong những model mà em bán rất rất nhiều trong cái năm vừa qua. Và cũng hiện nay thì cái dòng K890 cũng được nhiều người tìm kiếm nhất. Đó. Đang được nhiều người tìm kiếm nhất. Và các bác biết rồi, nhà em đã bán quá nhiều cái sản phẩm K890 của dòng Bio này rồi. Và riêng cái chất lượng thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra, ok thanh toán nhá. Và riêng chất lượng nhà em thì các bác cứ đưa thử vào mic vào dàn máy, các bác alo thử tiếng mic, hay các bác nhận hàng không hay các bác gửi lại cho em, không mất một đồng tiền phí nào các bác nhá. Ok chưa? Đấy, khẳng định cái chất lượng của cái dòng này. Và sản phẩm bên em được bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 các bác nhá. Sản phẩm được bảo hành 3 tháng lỗi 1. Anh em được khi nhận hàng được phép kiểm tra hàng, test thử hàng trước khi thanh toán. Ok chưa các bác? Đấy. Các bác cứ xem kỹ video, các bác cảm thấy đúng cái mặt K890 tay titan này phù hợp với mình. Và giá cả bên em đưa ra phù hợp với mình thì các bác chốt kèo. Đấy. Bộ này thì em để cho các bác giá là 2.400.000 một bộ các bác nhá. 2.400.000 bao đẹp, bao zin, bao xịn cho anh em. Bao hay cho các bác nhá. Đấy, sóng sánh cho các bác làm sự kiện là nhỏ, làm đám cưới, làm kẹo kéo, làm phòng trà, phòng trước các thứ là đảm bảo cho anh em là ok. Vì những sản phẩm này em bán quá nhiều rồi. Đấy, và cũng được rất rất nhiều các bác ủng hộ thêm. Rất rất nhiều các bác ủng hộ thêm. Có những bác mua đến 4-5 bộ về cho anh em bạn bè người thân luôn. Nó có nghĩa là người ta nhờ, khi mà sang các bác mua được sản phẩm ưng ý rồi ấy, hàng xóm hay là anh em bạn bè sang nhà mình hát thấy hay là người ta nhờ mua hộ. Đấy, rất rất nhiều các bác đã quay trở lại kênh của em để mua hàng. Đấy.
Rồi một năm thì em bán rất là nhiều cái sản phẩm Bayou. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là K890 các bạn. Nhiều nhất vẫn là K890. Và hiện nay thì nhà em cũng đang còn khoảng 5-60 bộ K890 nữa. Tuy nhiên là những cái bộ nào nó khác biệt một chút thì bọn em sẽ lên sóng riêng cho các bác. Nhà hai bộ này là thay Titan nhé. Thế còn nếu các bác nào mà lấy tay ra cá màu vàng thì nhà em vẫn đang còn sẵn hàng rất là nhiều các bác nhé. Ok chưa? Và sản phẩm này em vẫn tặng cho các bác một bộ pin sạc 3300 các bác nhé. Sạc của Double Power, pin của Double Power hàng chính hãng. Pin là pin 3300 mAh. Đấy, sạc là sạc 2K09, sạc 4 cổng tự ngắt có màn hình báo pin. Đấy các bác nhá. Đấy. Dây 6 ly thì vẫn là dây 6 ly chân cong và một đầu, ít nhất là một đầu chân cong, và chân của nó là chân đồng, dây đúc các bác nhá. Ok chưa? Một cặp tai bắt tủ máy như thế này, anh em về sẵn mở hai con ốc này ra phát là đây. Các bác mở hai con ốc này ra là các bác đặt vào và là siết lại phát là vừa zin. Đấy. Sản phẩm là tai bắt tủ máy này dành riêng cho K890 790A rồi. Các bác không phải xin những một điều gì cả. Đấy. Các bác có nhu cầu thì các bác alo trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 hoặc 0348 220 5586 các bác nhé. Địa chỉ của em tại xóm Chùa, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Anh em có thể đến tại nhà em để mua hàng, xem hàng và kiểm tra hàng luôn. Còn các bác ở xa, các bác có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại để đặt hàng. Em gửi hàng đến các bác được phép test hàng, thử hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Và sản phẩm được bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1. Ok các bác. Video của em cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Các bác đừng quên tặng cho em Du xin một nút like các bác nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các sản phẩm của bên em. Em xem quay qua một lượt chậm cả hai tay mic này. Đấy, hai tay mic này. Đấy, hai cái đầu thu này. Em quay rất là chậm nhá. Giữ rất là im tay cho các bác nhìn và ngắm vẻ đẹp của nó. Ok chưa? Rất rất đẹp luôn. Đấy. Ok chưa các bác? Rồi, xin cảm ơn các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.